Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người, hôm nay quay trở lại với kênh YouTube trên Mobile, kênh mua bán trao đổi đồ cũ mọi người nhé. Hôm nay là ngày 15 tháng 6, 2021. Mình xin gửi tới mọi người một điều mới, giới thiệu cho mọi người toàn thể những chiếc thoại mà mình có trong lần này. Ok, bên mình thì cửa hàng ở Hà Nội và mình có ship hàng toàn quốc cho người xa với phương thức là COD, nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán tại nhà mọi người nhé. Không khác gì mọi người đặt hàng qua Shopee hoặc là Lazada. Nhiều khi mọi người đặt hàng qua Shopee ấy, không được xem hàng cơ. Nhưng mà bên mình ấy, thì 100% là hàng đến nơi, mọi người được bóc hàng, kiểm tra hàng, ưng ý rồi thanh toán mọi người nhé. Ok, thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu luôn những chiếc loại cũ mình có trong lần này. Thì mọi người mua hàng liên hệ cho mình qua số điện thoại bên trên nhé. Và Zalo là 0979622994. Nếu mà mình chưa trả lời kịp Zalo thì mọi người có thể gọi trực tiếp cho mình qua số này để gặp mình luôn mọi người nhé. Rồi mọi người nhớ bấm đăng ký kênh, chia sẻ kênh, bấm chuông để ủng hộ mình nhá. Bấm đăng ký kênh, bấm chuông thì hoàn toàn là miễn phí, nên là mọi người bấm để ủng hộ mình nhá. Rồi đầu tiên thì mình xin giới thiệu mọi người một chiếc Samsung A7 2018. Mình đang có trên tay đây là một chiếc máy bản công ty 2 SIM, máy màu đen mọi người nhá. A7 2018 thì đằng sau là thiết kế là mặt gương, mặt kính này, đằng sau là có 3 mắt camera và đèn flash mọi người nhá. Viền con này thì đang còn rất là bóng và đẹp luôn. Đấy, máy màu đen thì nó lên video nó sẽ không đổi nét đâu mọi người nhé. Nhưng mà mình bên ngoài thì mình tả được cho mọi người thì nó cũng khá là ok. Nói chung là được khoảng 95-97%. Đằng sau cạnh này, cạnh viền này thì có vân tay kèm nút nguồn mọi người nhé. Đấy, nó là nút nguồn và vân tay luôn. Kính trước đẹp này, không chút sát gì luôn. Đó, mọi người nhìn thấy chưa? Màn full luôn, AMOLED mọi người nhé. A7 2018 này, đó, 2 IMEI, 2 SIM luôn. Mình kiểm tra cấu hình nhé. RAM 4, bộ nhớ 64GB. Đó, con này chạy RAM 4, bộ nhớ 64. Pin thì cực kỳ là ok và cầm mọi người nhá. Wi-Fi 4G đầy đủ. Đấy, mọi người cam trước cam sau này, góc rộng góc hẹp nhá. Cam trước này. Ok hết mọi người nhá. A7 2018. Chiếc này mình bán cho mọi người là 2,1 triệu, bảo hành 3 tháng, lỗi 1 đổi 1 trong 1 tuần. Máy thì mình bán ra mình tặng sạc này, tặng sạc cáp mọi người nhá. Đó, A7 2018, chiếc đầu tiên là 2,1 triệu. Mọi người mua thì liên hệ cho mình nhá. Tiếp theo là một chiếc máy giá hơn 1 triệu thôi. Đó là một chiếc Z3 Pro. Z3 Pro con này thì bảo là 2 SIM 2 sóng. Máy màu đen mọi người nhé. Máy đằng sau lưng thì có sức phẩy nhẹ nhẹ một đôi chút này. Viền vùng này đẹp, bị không bị cấn móc gì đâu. Z3 Pro thì con này thì cũng thiết kế là nó cũng khá nhỏ nhắn mọi người nhé. Màn hình LCD. Con này thì cấu hình là Giao 2, bộ nhớ 16GB. Đó, Z3 Pro mọi người nhé. 2 SIM 2 sóng luôn. Máy thì nói chung là phù hợp với người lớn tuổi này, không cần dùng nhiều ứng dụng quá nặng nề, cũng như là làm máy phụ cực kỳ hiệu quả nhá. Đó, hình thức thiết kế nó cũng kiểu kiểu như bọn Z3, Z7 Pro các thứ đấy. Con này thì mình bán là 1 triệu 2 thôi, Z3 Pro 1 triệu 2 nhá. Bảo hành 3 tháng, tặng sạc cáp đầy đủ cho mọi người. Mọi người mua chiếc nào thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại này, cũng như là Zalo 0979622994 mọi người nhá. Tiếp theo là mình giới thiệu đến cho mọi người một chiếc Samsung Note 8 nhé. Note 8 con này thì máy màu đen này, nó là bản 2 SIM, bản công ty 2 SIM luôn nhé. Đằng sau lưng của Note 8 thì là hai camera kép này, rồi là vân tay, đèn flash các thứ. Con này viền thì đang còn rất là đẹp này, bóng không bị cấn móp gì luôn mọi người nhé. Đó, dòng Note thì có chiếc bút S Pen này, rồi là cổng sạc Type-C, jack 3.5 ở bên dưới luôn. Màn con này thì là màn OLED 2K. 2K cộng luôn, nhìn cực kỳ đẹp mọi người nhá, xem phim cũng như chơi game cực kỳ mượt mà luôn này. Note 8 của mình đang cầm trên tay đây thì con này thì màn hình nó có bị ám nhẹ mọi người nhá. Nó ám nhẹ đây, nó ám nhẹ một chút chút thôi. Nói chung là không đáng kể gì đâu. Đảm bảo mọi người dùng vẫn mượt mượt luôn nhá. Cảm ứng cảm giác ok. Cảm trước cảm sau đẹp tuyệt luôn. Note 8 này thì cấu hình thì RAM 6 nhá, bộ nhớ là 64GB. Đây, bản 2 SIM mọi người nhá. Đấy, cảm biến vân tay, mống mắt đầy đủ luôn, sạc nhanh. Con Note 8 này thì mình đang bán cho mọi người với giá là 3,8 triệu thôi nhá. Đó, con này màn ám nhẹ bán 3,8 triệu này, quá rẻ luôn. Bảo hành cho mọi người là 4 tháng, bao test trong vòng 15 ngày, 1 đổi 1, tặng sạc cáp zin, rồi là tai nghe AKG cho mọi người nhá. 3,8 triệu, mọi người yêu thích thì cứ liên hệ cho mình. Rồi, tiếp theo đi là một chiếc Samsung Note 4. Note 4 con này thì cũng có mấy người dặn rồi thì là sang mai cọc, nhưng mà đang còn thì quay lên cho mọi người nhé, mọi người tham khảo. Note 4 con này màu trắng này. Note 4 thì chỉ là bản 1 SIM thôi mọi người nhé. Màn đẹp, màn AMOLED nhé. Con này thì có hỗ trợ vân tay luôn. Cắm trước cắm sau thì khá đẹp.
chung là mấy cái dòng Note, dòng S thì cái cấu hình cũng như là camera của nó khó 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 kiểu như là lỗi thời lắm, vì nó là dòng flagship rồi. Đó, Note 4. Đó, flagship là gì thì mình giải thích qua cho mọi người chỉ biết nhé. Đa số trên kênh mình xem thì nhiều có các bác các cô lớn tuổi thì chưa hiểu được, thì có nghĩa là loại dòng S và dòng Note nó là một bộ đôi, có nghĩa là một bộ đôi mạnh nhất của Samsung. Như là những cái chiếc này nó là những cái chiếc cạnh tranh lớn với những các dòng như là iPhone hoặc là các dòng khác nhau nhé. Đó, con Note 4 thì hình thức còn khá đẹp, còn khoảng 95 97%. Con này bán là 1,1 triệu thôi, bảo hành cho người là 3 tháng, bạn sạc cáp đầy đủ. Tiếp theo đi là một con S10 5G. S10 5G con này máy 1 gold, đằng sau lưng thì có 3 mắt camera và đèn flash mọi người nha. Con này đằng sau lưng thì là thiết kế mặt kính này. Đó, nhìn mặt rất là đẹp luôn, chẳng xuất sát gì. Con này màu gold, viền thì nó có phẩy một chút mọi người nhé. Viền thì nó có xước phẩy. Đó, mọi người nhìn thấy rõ chưa? Đó, có đâu là màn hình cũng đẹp này, không bị ám ố luôn. Kính cũng khá là đẹp nhá. Con này có vân tay ở trên màn. S10 5G thì nói chung là nó là cái dòng cấu hình cao cực kỳ trong tầm giá rồi. Mọi người nhìn nhá. RAM này, RAM 8 bộ nhớ 256. Bộ nhớ này thì mọi người lưu trữ thoải mái luôn. Camera đây, mọi người quay phim chụp ảnh thì mượt mượt luôn nhá. Để live stream thì cực kỳ đẳng cấp luôn. Đó, vuốt đã thấy mượt mà rồi. Màn hình thì màn hình là OLED 2K cộng, hiển thị cực kỳ đẹp luôn. Chơi game cũng như là xem phim thì cực kỳ đẳng cấp nhá. Con S10 5G này thì mình bán 6 triệu thôi. Máy đẹp thì mình bán hơn 6 triệu cơ. Nhưng mà con này thì còn sót một chiếc máy phẩy nhẹ thì mình bán với giá là 6 triệu tròn nhá. Vẫn là bảo hành 4 tháng, lỗi lụt 115 ngày và tặng sạc cáp này, zin và tai nghe AKG cho mọi người nhé. Cuối cùng thì là có một chiếc A8 2018. A8 2018 này con này thì là bản 2 SIM, nguyên zin nguyên đát xuất luôn, máy màu gold đằng sau lưng còn rất là đẹp mọi người nhé. Đó, máy của khách lên đời. Trước vẫn mua trước là con mua này ở chỗ mình này, mua 2 triệu 6 2 triệu 7 cơ. Dùng rất giữ gìn nhá. Nay mình mới bóc ly lông ra, máy máy còn khoảng 95 97% cơ. Đó, màn hình cũng đẹp luôn, không ám ố. Bọn này thì là RAM 4 bộ nhớ 32 mọi người nhé. 2 SIM 26 rồi. Đó, cam bọn này thì trong vắt luôn. Trong vắt luôn mọi người nhé. Đó. A8 2018, máy thì viền là viền nhôm nguyên khối, 2 SIM 26 mặt trước và sau mặt gương, có vân tay này. Ôi, bảo mật khuôn mặt các thứ đầy đủ luôn. Mọi người mua con A8 2018 này thì mình tặng kèm cho mọi người cái ốp này nhá. Khách dùng rất giữ gìn này, mua cả cái ốp này thì khách không dùng máy nữa thì tặng lại cái ốp này luôn, thì mình sẵn đây thì mình tặng lại mọi người nhá. Đây, ốp vào thì nó sẽ như thế này. Nói chung là đặt cái ốp này trên mạng thì cũng phải hơn trăm. Đây mọi người nhá, ốp vào thì nó sẽ như này. Nó viền nó viền nhôm, nó sẽ ôm trọn cả cái máy này luôn. Đó, mọi nhìn thấy chưa? A8 2018 cầu sạc Type C rồi, sạc Type 3,5. Con này thì mình đang bán với giá là 2 triệu 2 nhá. Máy bảo hành cho mọi người là 4 tháng, lỗi một đổi một trong 15 ngày. Đó, mọi người yêu thích chiếc nào thì cứ alo cho mình qua hai số điện thoại trên màn hình đây, mình đọc qua nhé. 0358 479029 và Zalo 0979 622994. Đường link Facebook thì mình đặt ở phần mô tả của video. Mọi người cần liên hệ qua Facebook thì mọi người bấm vào đường link nhé. Kết bạn mình cũng như là nhắn tin qua inbox. Ok, thì mọi người nhớ bấm đăng ký kênh, chia sẻ kênh, bấm chuông để nhận được video bên mình đăng hàng ngày mọi người nhé. Tất cả đều miễn phí nên là mọi người chưa đăng ký kênh thì nó sẽ đỏ ở cái phần đăng ký kênh ở bên dưới. Nếu bấm rồi thì nó sẽ tối màu đi nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại.